Xin chào mọi người nhé. Bây giờ tôi thử cái loa BNIB này nhé, bỏ với BNIB Pro Audio nhé, để xem thử họ mới đưa đến đây. Đây tôi đưa cả cục xiềng kia tới đây, hiện tượng có được gặp như thế nào. Tôi khi ấy nhận tôi không ở nhà nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành gặp thử đây. Bật này. Bật không có điện các bạn nhé. Không thấy điện nhé. Bật không thấy điện thì chúng ta phải đo nguồn cái ạ. Xem nào, cục nguồn này mười mấy vôn. Ở đây 13,5V nhé. 13,5V thì cục này 13,5V nữa các bạn. Thì xem thử có được có điện không. Nó đo thử các bạn nhé. Cái ngoài thường là âm nhé, cái trời thường là dương nhé. Không có điện các bạn này. Chứng tỏ là cục sạc bị hỏng các bạn. Như vậy cục này bị hỏng nhé. Đây cảm điện đây mà không thấy vào. Theo chân lông leo như thế này. Thôi chúng ta phải cải ra các bạn nhé. Bây giờ chúng ta phải cải cái cục này ra. Để tôi xem thử như thế nào. Nên các bạn lấy lề kéo, các bạn đẩy cho mạnh nhé. Chắc là cái này chúng ta ấy đi, chúng ta mua nhưng mà do có đồ đấy, nhưng mà nó do điều kiện Covid-19 cho nên nó Covid cho nên nhập hàng không nhập được nhé. Chúng ta nên phải sửa nhé. Thì cái này là nổ chứ, để quan chúng ta xem từ sau. À đây, nó phải gắn keo đây các bạn. Nó chọt cái này ra này. Xem thử nó bị như thế nào. Đang đây các bạn thử. Đây các bạn. Đây. Đứt chơi đây các bạn. Đây, cái này lúc lắc cho nên nó bị đứt chơi này. Đấy các bạn thấy không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổ keo nhé. Ta hàn vào rồi chúng ta đổ keo nhé. Nhiều lúc đứt đơn giản vậy thôi. Đứt cả hai bên các bạn. Rồi. Bên này đứt các bạn.
cổ bạn nó đi ở nó cổ đây các bạn thấy nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đo điện áp nhé, gặp đo điện áp nhé. Nếu có thì nó sẽ được nhé, nếu mà chưa có thì chúng ta phải sửa nhé. Đây bây giờ đồng hồ đây chúng ta đo đó nhé, có vôn là ok nhé. Đấy các bạn thấy 13,5 vôn không? Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đầy vào đây, đầy vào đây nhé. Ui. Nó bật lên nhé. Đấy các bạn thấy không? Có hiện từ đỏ đây này. Không có thẻ nhé. Cái này chỉ có mở radio thôi, còn thẻ tôi chưa có đây. Mình để xem có được cụ thể như thế nào. Bây giờ chúng ta bỏ vào đây là được, ok. Chỉ cần đỏ đó là ok. Cái này thì chúng ta input cho chúng ta cho vào đường nào nhỉ? Đấy. Coi như là được các bạn nhé. Đây là đường AU. Cái này đang rò nhá. Thôi, coi như ta tập trung ta làm ở đầu này. Còn cái đó thì như vậy là được đấy. Thẻ chủ nhà không đưa đi. Cho nên chúng ta sẽ sửa cái này. Các bạn phải dùng cái keo hai thành phần á để tôi chỉ cho các bạn một cách. Đây hai chân này lúc lắc các bạn nhé. Lúc lắp như thế này nhé, nó bị gãy như thế này, lúc lắp này, cho nên nó bị gãy. Thì chúng ta muốn cho nó cứng lại thì chúng ta dùng epoxy này, cái loại keo này, cho nó đổ thẳng vào dưới luôn. Đấy, đang giận này nè. Đưa đâu à? Đưa đâu học lớp 4 rồi. Mẹ hắn rõ quá. Về nhà lãnh được ạ? Đi ạ. Chắc là chúng là cùng bàn tật là mà hát là gió cùng rìu nhiều rồi, thật sự nói là cùng có là đúng là đấy mà khi nhớ là nhiều uống quá bữa gần nổi nhưng mà ra khốn nữa. Nhìn cái ảnh thật là trong bụng ấy lồ với rộng đó chứ mà đi mô quê nó thôi chứ mà cứ thưởng nó nhậu thật tính. Ừ. Đi cái mô có bừa đi xuống qua đây cơn gì đi nó cứ đi ngược lại kia với nữ Hà Nam. À. Đấy vừa có biết à, có vẫn biết chỗ này là mỗi bạn vừa là có biết. Qua qua có đi. Đây Kín, Huy đó. Kín, ở đây ông Huy đó. Ông Huy lắc đến hẳn lắc đến. Ở đây trượt cơ rồi như nè. Thì. Thank you.
Cái này thật được đấy. Đấy, cho bún rồi này, mình phát tiền với anh ơi. Anh ơi, sở thủ với nhau, bên 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 con phải vài đào đào mới tăng bớt là chúng giờ nó mà trống đường cũng còn vài chỉ điểm anh thế cửa dũng ve bát này có đủ cái dơ. Ừ. Đưa không rồi mình phát. Có ba sòng nữa. Phát chứ. Rồi đó, mình nghe đó. Mình đúng không? Chứ thật sự ra được chứ. Đây các bạn nha, hết rồi nha. Rồi nha, mọi thứ. Như vậy là nó đã hết bình thường rồi nhá. Cộng lại cái này. Bây giờ bỏ thẻ vào thẻ đây này. Hạt đấy đó, rửa là hạt. Rồi. Đấy. Lên nào đi. Rồi được đó.